rắn hổ mèo thuộc họ rắn hổ. Nếu bị chúng cắn, chỉ chậm cấp cứu trong vòng 1 tiếng đồng hồ là vết thương và sức khỏe nạn nhân rất nguy kịch. Vụ việc mới đây tại tỉnh Bình Phước, người đàn ông bị con rắn hổ mèo nặng gần 1 kg cắn vào tay nhưng không đến bệnh viện cấp cứu mà ở nhà trị bằng mèo dân gian. Để rồi điều không mong muốn nhất lại xảy ra. Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong do bị rắn độc cắn. Nạn nhân là ông Dương Quang Đê, 64 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài. Chiều tối ngày 13 tháng 8, ông phát hiện một con rắn nặng gần 1 kg bò trước cổng nhà, nên dùng tay không bắt và không may bị nó cắn vào tay phải. Vì nghĩ là rắn không độc nên ông không đi bệnh viện chữa trị. Đến chiều hôm sau, một người hàng xóm sang chơi nghe kể lại sự việc và nhìn thấy con rắn. Biết đây là rắn hổ mèo có nọc độc nên người này đưa ông Đê qua nhà một người dân ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài để chữa trị bằng mèo dân gian. Đến tối qua, do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong. Một bi kịch khác vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Bình. Bị chó cắn nhưng không xử trí vết thương, không tiêm vaccine phòng bệnh dạy. 3 tháng sau, người phụ nữ tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, một trường hợp trên địa bàn vừa tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn. Đây là trường hợp chị HTT, sinh năm 1987, ở xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Theo điều tra dịch tễ, cách đây 3 tháng, chị bị con chó nuôi trong nhà cắn ở gót chân. Suốt thời gian này, nạn nhân không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại và cũng không có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe. Một tuần trước khi phát bệnh, chị cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, sốt, đau bụng, rồi tử vong với chẩn đoán bệnh dại. Đầu tháng 8 vừa qua, tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa cũng ghi nhận trường hợp người đàn ông tử vong sau 3 tháng do bị chó cắn mà không tiêm vaccine phòng bệnh.